Hello, xin kính chào toàn thể quý anh chị mình thân mến. Hôm nay cho phép Hiệp xin được giới thiệu đến quý anh chị mình một mảnh đất cực kỳ siêu đẹp nha anh chị. Và đặc biệt mảnh đất này chúng ta có 90 mét mặt tiền đường bê tông nha quý anh chị. Và đặc biệt nữa là bên hông của mình có con suối nước chảy róc rách quanh năm nha quý anh chị, cực kỳ đẹp nha. Mảnh đất của mình là tọa lạc tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Đặc biệt nữa là mình cách quốc lộ 20 tầm khoảng 2 km nha. Mảnh đất của mình là có khu dân cư ở tương đối đông đúc nha quý anh chị. Thông tin chi tiết cụ thể mời anh chị mình xem tiếp theo trong phần video của Hiệp nha. Và nhớ đừng bỏ lỡ bất cứ một giai đoạn nào nha quý anh chị. Và anh chị yêu mến kênh Bảo Phố Về Rừng thì vui lòng đăng ký cho Hiệp một cái nút like subscribe nha, để chúng ta theo dõi mỗi ngày nha quý anh chị. Và đây mảnh đất của mình đây ha. Bây giờ Hiệp sẽ quay một khúc playcam để cho quý anh chị mình xem đây ha. Đây là mảnh đất của mình, nó giống như một cái bu rùa vậy nha quý anh chị. Nó cao lên ha. Và đặc biệt nữa là đây con đường bê tông mình đây ha. Mảnh đất mình từ đây nó dài tới cái cầu, tới suối ha, là nó được 90 mét mặt tiền bê tông nha quý anh chị. Cho phép Hiệp nói thêm ha, cái mảnh đất này của mình anh chị, cái nó cao hơn mặt đường khoảng 2 mét nha anh chị. Phía giữa nó ung cao lên, nó giống như một cái bu rùa vậy đó quý anh chị ạ. Và đây anh chị mình nhìn thấy ha, đây là con đường bê tông 90 mét và mình chạy liền tới cái suối này là ranh giới của mình nha quý anh chị. Và đối diện mảnh đất mình, và đặc biệt nữa là bên kia con suối thì là khu dân cư luôn ha. Đây là mô hình tổng thể của mảnh đất ha. Rồi chúng ta xem sẽ lượt qua nha quý anh chị. Chúng ta có 90 mét tiền đường bê tông, và cái mảnh đất này của mình nó có cái hướng là hướng hướng đông nha quý anh chị. Còn mai sau này anh chị mình về mình đây, anh chị mình thấy không, nó mua lên như cái u rùa vậy ha, rất đẹp luôn anh chị mình. Thể làm một cái homestay ngay đây là phải nói là tuyệt vời nha quý anh chị. Hiệp xin phép nói thêm ha, mảnh đất này của mình đây anh chị nhìn thấy ha, tổng quan mảnh đất là anh chị nào từ thành phố Hồ Chí Minh ha, mình về tới cây số 110 rồi mình sẽ rẽ trái đi vào nha quý anh chị. Đặc biệt nữa là này anh chị ha, là con đường nó là đường bê tông nha quý anh chị. Con đường bê tông lưu thông. Và đây anh chị nhìn thấy ha, đây là con suối nước chảy quanh năm luôn nha anh chị. Một không gian phải nói là cao ráo mát mẻ cực kỳ luôn nha quý anh chị. Đây anh chị mình sẽ lượt ha, đây là ranh giới phía sau và bên hông của mình đều được bao bọc bởi con suối này anh chị. Đó, anh chị thấy không ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Mảnh đất này của mình là có tổng diện tích là 4.700 mét vuông nha quý anh chị, và mình có 90 mét mặt tiền đường bê tông. Và con đường này của mình là con đường liên thông nha anh chị, mình có thể đi ra quốc lộ 20 nè, mình đi ra trung tâm thị trấn Định Quán nè, và mình đi về xã Ngọc Định nè, ủy ban nhân dân nè, trường học, cây xăng, giáo xứ, đi qua các xã như Thanh Sơn vân vân ha. Anh chị mình nhìn thấy đây nha, đó, đây là mảnh đất mình bám suối nha quý anh chị. Thì con suối này thì cái mảnh đất sát sát ở đây anh chị thấy không, đó nó sát đó, thì nó sát con suối thì nó lại nha, rồi sau đó nó sẽ nhô lên cao lên. Cái phần đằng trước của mảnh đất của mình anh chị thì nó được cao hơn được bê tông 2 mét nha. Ở đấy anh chị thấy không, liền kề mình là nhà cửa phải nói là sầm uất luôn ha, rất là đông luôn. Và đối diện mình cũng có căn nhà luôn nha quý anh chị, mảnh đất tuyệt vời ha. Đó, anh chị thấy không ạ, đây là con suối và đây là mảnh đất của mình nè anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy ha, nó cao hơn con đường bê tông mình 2 mét nha, nó mu lên như cái bu rùa vậy đấy anh chị ha. Rất là đẹp đó anh chị ạ. Nó cao ráo mà mình ở trên này mình làm một cái homestay phải nói là nó tuyệt vời lắm quý anh chị. Và đây là con đường bê tông của mình đây. Đó, con đường này mai sau anh chị thích ha, mình có thể mình cắt xào ra chia cho anh chị em bạn hữu mình mỗi người một xào nha quý anh chị, tuyệt vời lắm nha. Và Hiệp xin phép được công bố với anh chị mình mảnh đất này có giá bán là 3.200.000.000 nha quý anh chị. Quý anh chị mình có thể gặp trực tiếp chủ để mà thương lượng nha.